Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 23 tháng 5 tiếp đà tăng phi mã trên thị trường thế giới và trong nước, ghi nhận kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam tại sàn London. Giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024 tăng 183 USD trên tấn với mức tăng là 4,9% lên mức giao dịch là 3.917 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024, giá cà phê tăng 171 USD trên tấn với mức tăng là 4,66% lên mức giao dịch là 3.844 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 7 và tháng 9 trên sàn London tương đương với mức giá là 98.900 đồng và 97.100 đồng một kg. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Cùng đã tăng với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, giá cà phê tăng thêm 3,25 sen với mức tăng là 1,5%, lên mức giao dịch là 220,45 sen trên bao. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 9, giá cà phê tăng 3,25 sen lên mức là 219,25 sen trên bao. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Tư theo giờ Mỹ đã kéo dài đà tăng của ngày thứ Ba lên mức cao mới trong 3 tuần. Giá cà phê tăng mạnh trong tuần này do lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam và Brazil sẽ gây thiệt hại cho cây cà phê và hạn chế sản lượng toàn cầu. Cà phê Robusta đóng cửa tăng mạnh hôm thứ Tư sau một báo cáo từ nhà kinh doanh Vol Cà Phê cho biết vụ cà phê Robusta niên vụ năm 2024-2025 của Việt Nam có thể chỉ đạt 24 triệu bao, mức thấp nhất trong 13 năm. Do lượng mưa kém ở Việt Nam đã gây ra tình trạng thiệt hại không thể khắc phục cho hoa cà phê. Cơ quan này cũng dự báo mức thâm hụt cà phê Robusta toàn cầu là 4,6 triệu bao vào năm 2024-2025, mức thâm hụt nhỏ hơn mức thâm hụt 9 triệu bao trong năm 2023-2024, nhưng là năm thứ Tư liên tiếp thâm hụt lượng cà phê Robusta. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh với mức tăng là 4.000 đồng trên 1 kg. Sáng nay giá cà phê trong nước thu mua quanh mức là 114.100 đồng đến 115.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc sáng nay ghi nhận quanh mức là 114.100 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 114.100 đồng và 114.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 115.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 114.900 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Rông Năng và huyện Cờ Rông Bắc, giá cà phê thu mua quanh mức là 115.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai sáng nay cũng ghi nhận quanh mức là 115.000 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Brông và huyện Chư Sê, mức giá là 114.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min sáng nay thu mua với mức giá là 115.200 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 115.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi sáng nay cũng ghi nhận quanh mức là 115.000 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 114.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê sáng nay thu mua quanh mức là 115.100 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 115.300 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận với mức giá là 115.400 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 115.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.